cũng giảng đạo thì lên tòa thì cũng thuyết pháp được thao thao vậy, nhưng mà rồi xuống thì cái gì đó mình chưa tin chắc, thì cái đó là chưa có đủ tư cách để mà giảng giải gì thêm. Nói vậy nên đủ tư cách là phải có cái giải ngộ rồi mình mới có cái lẽ thấy rõ, mắt mình thấy chứ không phải là còn tin nữa, thấy nhưng mà đều thấy rồi mất, thì có được cái đó rồi thì mình lòng tin mình thiệt vững. Chứ còn nghe nói mà tin nó là tin ở người khác chứ không phải tin do mình nhận ra, thì hai cái chỗ đó là khác nhau. Vì vậy nên là tôi nói cái người thời nay cái tu mà cho được hoàn toàn kiến A-la-hán hoặc là Bồ-Tát thì chắc khó kiến, nhưng ít ra cũng phải thấy được đường mình đi thì hướng dẫn người ta mới được. Thì đương nhiên khi những người họ thấy được một phần nào đó rồi họ phải lao vào trong xã hội, họ làm việc này việc kia thì có khi cũng phải diễn. Bởi vậy thời gian cũng phải kêu về chùa giải tu thêm, chứ nếu đi một lần là xong chứ phải kêu về tu nữa, phải không? Thì đó là chuyện đó là vậy. Còn gì nữa? Cảm ơn thầy. Con xin hỏi một câu là khi mà mình phát của mình để chuyển thành đại viên cảnh trí, nhưng mà con thấy từ bao nhiêu kiếp rồi mình huân tập và nó cứ xuất hiện hoài bằng cách qua những cái niệm, niệm này đến niệm khác mà liên tục như vậy, ngày cũng như đêm, đôi khi trong những mơ nó cũng xuất hiện. Thì con nghe Hòa Thượng dạy là hãy mình biết niệm là mình đừng theo, và mà niệm là luôn luôn có mặt thì làm sao mà mình dạy được những cái niệm như vậy. Bởi vì mình tu có hai thiền mà có hai thầy dạy mình dùng hơi thở, bởi vì tâm mình nhớ cái này thì không nhớ cái khác, nhớ hơi thở, nhớ hành động của mình thì không nhớ chuyện khác, thì cái niệm đó nó chỉ ở trong cái nhớ đó thôi. Còn tôi dạy thì tôi nói là phải quan sát cái niệm đó, nó khởi đi theo, cũng phải nhìn nó, thì lo nhìn nó quên, nó không dám nghĩ lên, còn quên nhìn nó nghĩ lên, thì nó vậy đó. Bởi vì trong cái tâm niệm của mình nó không bao giờ nó chỉ ở không là nó nhảy ra, không nhảy bên này, nhảy bên kia. Bởi vậy nên có một việc làm thì do cái việc làm này nó quên, nó không có nhảy chỗ khác, thì đó là một cái phương tiện để dự niệm đó. Còn không thì tôi chỉ phải nhìn nó vừa dí lên, thấy nó là phải buông liền, đừng cho nó kéo mình đi. Tuy nó có giấy, nhưng mà nó không dẫn mình đi, thì mình làm chủ được nó. Còn nếu nó dẫn mình đi thì đủ thứ chuyện nó sẽ xảy ra sau đó. Tôi nói gần nhất là thí dụ, mấy người mẹ đang ngồi một cái chỗ yên tĩnh nào đó, giật khởi nghĩ mình đi chơi. Chỉ mới khởi nghĩ đi chơi, ngang đó mình buông nó thì khỏe luôn. Còn ngồi yên chỗ cũ, khởi nghĩ đi chơi mà theo nó, cái bắt đầu đứng dậy rồi ráo bước. Rồi không biết đứng tới đâu, biết nó chưa biết. Nhưng mà theo niệm thì tức là bị dậy. Còn buông ngay đó thì mình làm chủ được. Tuy có khởi niệm mà không tâm nó vậy. Đó là bạn hết. Nó ở trong mình giới hạn thì có những cái dịp nó chuyện khác nhiều hơn thì cái đó tôi mới giải thích kỹ. Còn đây thì đại khái. Trong kinh Pháp Lục Bảo Đàn á, ngài Lục Tổ có chia vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Nó đủ ba cái: vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Bây giờ không biết cái vô niệm mà hỏi đây nó nằm đúng cái chỗ đó hay chưa, đúng tôi giải cho chỗ đó. Thầy, con có nghĩ tới chỗ đó nhưng mà con chỉ nghĩ tới chuyện vô niệm và vô tướng nó liên hệ như thế nào. Tại vì đại chúng họ thắc mắc là họ hiểu cái thế nào được tự do tình ý niệm. Bởi vì cái vô niệm Lục Tổ giải, vô niệm tức là không phải không có niệm khởi, là vô niệm là đối với cảnh
đối với sáu trần mà mình không dính thì đó là vô niệm. Mắt thấy sắc không dính với sắc, tai nghe tiếng không dính với tiếng, mũi ngửi một mùi không dính với mùi, lưỡi nếm vị không dính với vị, và thân xúc chạm không mắc kẹt ở xúc chạm, thì cái đó là lập vô niệm. Mà cái vô niệm đó là cái chủ yếu của thiền, cho nên là vô niệm đi tâm, rồi vô tướng đi thể. Các tâm thể của mình, nếu nó theo lục tổ, trong cái bài kệ mà nghệ trình với ngũ tổ có cái câu bản lai vô nhất là hạ xứ nhá trạng an. Bản lai vô nhất là tức là xưa nay nó không phải một vật, mà vật thì có tướng, không phải một vật có tướng đâu, nó là vô tướng. Thấy được cái đó là thấy được cái thể, cho nên vô tướng vi thể, vô trụ vi bản, tức là mọi cái có ở trước mắt, ở chung quanh mình, là mình không có bám chặt vào một cái nào hết, không mắc kẹt một cái nào hết, thì đó là cái gốc của sự tu. Người tu phần nhiều chúng ta hay mắc kẹt, không mắc kẹt cái này thì mắc kẹt cái nọ. Nên tôi thường hay ví dụ, khi tôi ngồi trên bàn tôi có cái viết, có bình mực, có cái quạt, có năm sách hết. Nếu tay tôi nắm cái quạt là tôi không thể cầm được cái viết, phải không? Tức là tôi có chấp tức là có trụ. Còn nếu tôi không nắm cái nào hết thì tôi tự do, tay tôi không dính, thì không dính thì tôi muốn cần cái gì tôi lôi cái đó. Còn nếu tôi mắc kẹt một cái thì mấy cái kia tôi không nắm tới được nữa. Bởi vậy cho nên là vô trụ, đó là cái lúc của sự tu. Mà chúng ta bây giờ tu bị trụ quá, cho nên là tu nó không tiếc. Tu không tiếc mà thành trụ đó, dính cái này gỡ chưa ra phải dính cái khác nữa. Đại khái là như vậy. Con xin các vị thầy thầy thử như con đi tu, con muốn là mong cầu giải thoát và để con có khả năng con giúp đỡ những người khổ. Mà trong cái tâm con còn nhiều cái con phát nguyện là con tu cho nó nhẹ lòng con để con giúp được nhiều người đang khổ. Và con về Việt Nam năm ngoái á, thì con thấy dân tộc mình á, có nhiều cái rất là hay. Tổ tiên mình để lại những cái rất là giàu có, rất là nhân từ, sống nhanh. Nhưng mà con cháu thế hệ tụi con thì sống rất là bê tha, phá sản, và con rất là thương người, và nghĩ lại cũng thấy thương mình, bởi vì mình cũng làm tình trạng đó. Thành ra con về con phát nguyện với xuất gia, và theo chỗ con thấy á, là cái con đường mà mình có thể ngày xưa được ta đem vào để cứu chúng sanh, cũng như là ngày hôm nay mình có thể bào chế những viên thuốc thích hợp để cứu chúng sanh, trong đó các cái viên thuốc ngũ giới. Ngũ giới ở đây thì sư ông có bào chế lại cho và rõ ràng, và sư ông dạy con làm những việc xã hội, con làm những việc xã hội, và tụi con có thể đóng góp được những cái gì ngoài những việc tụi con đang làm ở ngoài này, để mà có thể truyền bá được ngũ giới, để mà người giới Phật tử dùng phương tiện hơn tu tập, cũng như là những việc nào cụ thể, những việc làm xã hội cụ thể tụi con sẽ đóng góp được để mà giúp giúp chúng sanh bớt khổ trong cái tình trạng hiện tại. Và cũng là con nghĩ đó là cái việc mà không có rời việc tu hành, đó là cái thắc mắc của con. Tại vì con có cảm tưởng giống như là con cảm thấy là mình không có quan, không có đồng ý quan niệm rằng là phải sạch thép của mình mới cưới, bởi vì mình với lại chúng sanh là hai cái mình không có lìa khỏi chúng sanh được, chúng sanh đó. Nói riêng là thầy chỉ có trách nhiệm hết sức thu gọn ở trong phạm vi thiền viện, ngoài thiền viện thì thầy không rành, bởi không rành cho nên ngoài khả năng của thầy, nhu cầu nó phải hỏi những người khác rồi đó. Bị rồi thì con mới xuất gia, thì con thấy đa số anh em đây, anh em của con đây là cũng trong tình cảm đó.
Nhưng mà con biết rõ là cái gốc rễ của chúng con đó là vẫn còn ở tại Việt Nam. Thành tựu ví dụ bây giờ con gặp lại một thầy hay một sư cô ở Việt Nam đó, thì Hòa Thượng dạy cho chúng con cái cách nào để mà anh em chúng con có thể thương yêu, hòa hợp với nhau. Và như Hòa Thượng dạy, quý bậc tôn túc tên như thế nào thì chúng con xin y theo đó để mà sống với nhau như là nước với sữa. Xin Hòa Thượng cứ đi. Thì chúng ta giới hạn quá. Hãy làm sao mà gặp tất cả người tu Phật mình được thương nhau. Thì nó hơi hẹo. Tôi nghĩ thế này, bởi vì ở đời người ta thường nói người cùng một lý tưởng thì dễ thương, dễ thông cảm nhau. Mà chúng ta ở đây cùng quyết tâm tu để được giải thoát sinh tử, mà là một cái tâm nguyện cao siêu tuyệt vời. Đã có tâm nguyện như vậy thì nghĩ chúng sinh mê muội mình còn thương để mà cứu. Huống nữa là cái người đã quyết chí tu như mình phải thương bằng 10 lần mới phải. Đấy là vô lý. Người đã quyết tâm tu để cầu giải thoát như mình mà mình lại coi thường, lại chống đối thì cái đó là phi đạo đức. Thì mình phải khó hơn mình, nhưng mà phải dễ như người thì tu nó mới tiến, thì như vậy mới bớt phiền não. Còn mình khó như người mà dễ như mình thì phiền não dễ đầy. Còn cái mùi đúng ra thì mình quán hơi thở thì tự nhiên cái mũi mình nó nhạy hơn lúc bình thường. Nhưng nhạy là để biết hôi là hôi, thơm là thơm, chứ đừng bực bội. Không biết mà đừng bực bội, chứ không biết bực bội là không được. Là vậy. When you are teaching meditation to the monks in the monastery, what theme do you give them as practice with the breathing? Like, do you have to teach? Okay. For example, here the Thai is teaching breathing in, out, deep, slow, smile, release. So I'd like to know what technique you are teaching your own disciples for formal meditation. Like những người sơ cơ thì dạy cũng dùng hơi thở, nhưng mà hơi thở không có quán, chỉ hơi thở hít vô cùng đếm một, thở thì sẽ đếm hai, thở sổ tiếp quán. Bởi vì thầy đã thấy rõ, nếu mình nhớ hơi thở, nhớ cái số thì nó không nhớ chuyện khác. Nên đó là cũng một phương tiện để chỉ, nhưng mà thầy không bao giờ dùng cái quán gì. Rồi từ hơi thở, bắt đầu làm hai việc, đếm và theo. Rồi qua chặng thứ hai là chỉ còn theo mà không đếm. Còn cái người mà muốn đi thẳng và thiền tâm thì thầy dạy là phải nhìn lại từng cái niệm khởi của mình. Nếu thấy niệm khởi thì buông, đừng theo. Mà cái đó không phải chỉ trong giờ ngồi thiền, mà đi làm cái gì ở trường hợp nào. Cái làm thì chỉ là làm, còn khó niệm khởi là phải đừng theo. Đó là hai trường hợp như vậy. Kính bạch thầy nghe dễ thương. Tôi biết thì tôi nói thế nào. It seems that you had the experiences of suffering almost 30 years ago. And I'm wondering how one can create favorable conditions so that one can recognize the source of the suffering.
and I'm talking about being able to transform the blankets that are in the store of consciousness. My experience has been is that it has been almost a matter of chance that conditions become favorable enough for the memories to arise in the present moment. Can you give any help or suggestions on how to become aware of the sources of suffering that have occurred many, many years ago? Có từ quá khứ cho nên mình không có thể biết, mà đã không có thể biết thì chỉ có giải trừ nó trong khi nó hiện có mặt, chứ khi nó chưa có mặt nó còn ẩn ở trong đó thì mình bó tay vì có biết đâu mà trừ. Rồi khi nó có mặt thì mình phải giải nó bằng nhiều lối, hoặc là mình biết nó là những cái nội kết nguy hiểm, theo nó là tạo nghiệp luân hồi, mình phải ráng mà thắng nó, buông nó. Còn cái thứ hai nữa là khi nội kết nó khởi lên, mình phải thấy nó là cái huyễn hóa không thật. Bởi vì khi ẩn, khi hiện, nếu nó thật thì lúc nào cũng hiện hữu, mà khi nó có, khi nó không, biết nó không thật thì nó sẽ giảm nhẹ. Chứ đa số chúng ta có những vấn đề là quan trọng một điều gì thì cái điều đó khó mà quên, còn mình xem thường nó thì nó rất dễ quên. Bởi vậy cho nên những nỗi kết mà mình buông không được thì phải khoán nó là hư dối, không thật, để xác định rõ vậy thì lần lần nó sẽ giảm. Dù nó có sức mạnh lôi mình đi, nhưng mà mình quán mạnh chút nữa thì nó sẽ tan, chứ không nó sao hết. Thực ra đã là tu thì không ai dám tự hào rằng mình không có nội kết. Ai cũng có, hoặc là sâu dày, hoặc là mỏng yếu. Nếu trên đường tu của mình nó đã nhiều lần, nhiều đời thì những cái nội kết nó yếu hơn. Còn mới một lần thì nội kết nó rất mạnh. Nhưng mà cái khả năng để diệt trừ nó thì không gì hơn là phải đừng chấp nhận bằng cách không theo nó, hoặc bằng cách quán chiếu thấy rõ nó là hư dối, không thiệt, thì từ từ nó có thể giảm. Đó là cái ý để làm sao cho nó tiêu diệt đó. Với thầy Hồng Tả, được cái ơn của thầy vô cùng, thầy chỉ cho biết được là tại cái tâm thức nó lang thang vậy, chứ còn thực sự đang ở trong nhà. Do đó mà cái ân đó là không biết nói chi cho hết. Một lần khác, khi mà đi xa đó, thì có đến trình thưa với thầy để hỏi một cái cách để mà sống. Thì nói ví dụ như là đã thấy và bắt được con trâu rồi, bây giờ không biết làm sao. Giữ nó thì có khi nó cũng yên ổn, mà có khi nó cũng hoang tàn lắm. Thì thầy có dặn là đừng cho nó ăn lúa mạ người. Lấy cái đó mà sống thì kính với thầy là trong nhiều năm tương đối là nó cũng dễ thương. Cái con trâu đó bây giờ nó cũng mập mạnh, nó tốt, biết đi tìm những cái cỏ non, cỏ thơm nó ăn, nó đỡ. rồi bắt nó làm việc thì kính với thầy là cũng chút đỉnh, kéo xe, kéo cộ, cài bừa này nọ chút đỉnh được. Có lúc nó bay lên trời được, có lúc nó lặn xuống nước được. Lâu lâu nó rống lên tiếng rống của con sư tử được. Nhưng mà khi quay lại nhìn thiệt đó thì cái đuôi của nó dài quá. Nó mắc kẹt. Gần như là đầu nó qua rồi, sừng nó qua rồi, thân mình nó qua được hết. Cái mông to tổ bố nó không qua được mà cái đuôi nó còn rất là dài. Thì con xin hỏi là
có một cái cách gì đó, một kiếm, một đoạn mà đứt được cái đuôi. Lấy kiếm tiếp để chặt cái đuôi.